Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài à. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ vợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở Thành nhà. nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh đồng chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Trời ơi, nghiệp nhỏ dễ sợ luôn, nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một cái shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Và hai đứa gặp nhau sao nè? Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói là... nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng, uống cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không, anh cũng người miền Nam nè, cho anh xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bắt đầu chị là chị mà. Lịch sử. Lịch sử chứ đúng không? Chị lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là chị trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bật cho em số thì em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, dạy luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn rồi. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi à có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi mà thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra đi luôn ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa? Hai đứa rồi chị. Hai đứa luôn. Dạ. Rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội đó ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn, nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hẹn luôn, hôm qua em xí chỗ liền chứ. Để dụng mất sáo là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình ngủ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi, cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quắc anh em cho anh lên cái phòng em, anh coi thử cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em luôn, em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình muốn đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa quá. Đi Sa Pa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn ở Nha Trang. Vợ em ở Nha Trang. Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cổ đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cổ đá em, cổ đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á, cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới vậy quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn đi như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Vợ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, em chặn hết. Em chặn. Em chặn. Lúc đó em sao?
không chuyển chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn đó, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống vậy nằm 3 ngày buồn, luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay lay cái chân cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm. Đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng rồi mắt kiến nước hoa rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa. À, thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tới gần Tết á, cái bé em của em á nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút lút. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy á, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi hết tăng 1 rồi em đi về, đúng rồi 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Thì về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em nhỏ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình em. Thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên là lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào? Hay là em có một mối tình là quen chính ngồi luôn. Trưa đó lại nhắn tin em chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác liền luôn. Mà em biết luôn. Sao em biết được? Sau này ổng kể chứ, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi. Thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau đi quán bar đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa. Và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nói ủa anh làm cái gì? Thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó, muốn làm chung với anh không? Nói là thôi em cũng đang có xíu vốn, em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, với ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao kiểu hốt xong hốt luôn, và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là ảnh không tiền thì em nói là em có tiền. Ảnh nói ảnh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do đủ mà lý do. Em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ông lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm.
Nhìn vô em thấy có con này nó khổ lắm. Hồi xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy dù, em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em tìm ba mươi mấy thì, rồi thì đó mình vẫn cứ kiếm mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen đúng chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu lấy. Thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng, em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết. Nó hụt hẫng lắm, em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ em không có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi ngược. Ổng nhậu là ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất đủ hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại lê tê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con nhớ nó không con, không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em giống ổng. Ôi trời ơi bởi vậy thì các ông đi đâu chắc ông luôn ấy, giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ, dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha không? Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Quay mặt, mày điên hả Hàn? Mày muốn tao nghỉ lầu ở khóc tao chưa đủ bạc hả Hàn? Cũng nói em vậy. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể thật xấu của vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. À, cô ấy thì sao? Anh có nghe người phụ nữ nào gia trưởng chưa? Ồ, bà gia trưởng mà. Hôm em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như là vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được gì em quyết là phải giống như vậy là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em không biết, mà về nhà bắt đầu là sổ vào đầu em.
Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả cho đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Thì cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ uống nó. À, uống chứ chắc là uống lại nó dữ lắm á. Vợ em nó dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi, đúng không? Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, nó không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh. Mình là bất hạnh nhớ, đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.